Xin mến chào tất cả các quý cô chú, tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Việt Phú. Thì cũng rất là lâu thì mình mới có thời gian làm một cái vlog. Thời gian rồi thì mình cũng có hay đi thi thoảng quay mấy cái đồ cũ cho một số anh em có yêu cầu quay xem ấy. Thì lâu nay cái thời gian này thì cũng hơi tập trung vào một số cái công việc một chút, thành ra là cũng không có đi quay video đều cũng như là làm cái vlog đều cho chia sẻ cho tất cả các bạn bè nha, cũng như các quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì nhân dịp đầu năm thì ngày mùng 2 Tết, 26 tháng 1 dương lịch, nhằm vào ngày mùng 2 Tết Canh Tý 2020, thì với Phú xin gửi lời chào chúc năm mới tới tất cả các quý cô chú anh chị cũng như là các bạn các anh em. Thì một năm mới tràn đầy sức khỏe, luôn may mắn và gặt hái được nhiều thành công trong công việc, trong cuộc sống. Thì ở Việt Nam thì được nghỉ Tết rất là dài, tuy nhiên ở bên Nhật thì vẫn là đi làm việc bình thường. Và ngày hôm thứ bảy thì là ngày nhận lương của công ty. Thì hôm nay cái video ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề là lương của thực tập sinh. Thì cũng có một số cái video làm trước về lương thực tập sinh rồi, tuy nhiên thì đây là một cái video có thể nói là khá đặc biệt. Vì thực ra nói là ở xưa ở quê thì cũng thi thoảng nghe được tin đồn là con nhà hàng xóm, con nhà người ta ấy, thì có đi sang Nhật và có gửi về một tháng là 30-40 triệu, 50 triệu, thậm chí là gần đây nhất thì mình cũng có nghe được là trong làng thì có một em kia cũng có đi du học nhá, du học là vừa học nhưng vừa tranh thủ đi làm thêm ấy. Thì mỗi tháng con gửi về được nhà 30 triệu đồng, nghĩa là em đi thời gian đấy là đi được gần một năm, thì cũng đi sau mình một hai tháng gì đấy. Tuy nhiên thì cái tiền em mới gửi về nhiều hơn là cái tiền mình đi làm mình tổng kết được. Thì đấy là em chỉ đi du học đi làm thôi nha các bạn nhá. Thì đấy là con nhà người ta mà thì được gửi về được rất nhiều tiền. Một gần đấy hơn nữa là cũng có một người họ hàng cũng bảo là có mình nghe gia đình mình nói lại là người họ hàng đấy cũng có con đi mà có bảo là gửi về 70 triệu, gửi về tháng 70 triệu. Cái việc mà gửi về một lần gửi về 70 triệu hay 100 triệu ấy thì mình cũng làm được, cũng gửi được. Tuy nhiên cái gửi gửi đấy thì nó là đối với cá nhân mình thì mình phải tích, nếu mà 70 triệu nhá thì mình phải tích góp ít nhất là phải 3 đến 4 tháng thì mình gửi một lần thì mình sẽ gửi được 70 triệu. Tuy nhiên để mà một tháng 70 triệu thì nói thẳng một câu chỉ có đi ăn cướp. Ở bên Hàn Quốc thì có một số người anh em bạn bè mình như làm bên đấy thì có, bởi vì cái việc làm thứ nhất là vàng bất hợp pháp này, thứ hai là làm thời gian quá nhiều thì số tiền nó lớn thôi. Còn ở Nhật này thì cái việc thời gian nó gắt gao hơn, nếu các bạn làm bất hợp pháp thì cái việc các bạn có kiếm được 30-40 triệu một tháng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên nói với những người đi làm việc một cách chân chính, một cách không hẳn là chân chính mà là đi làm đúng với pháp luật ấy, thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video này về tháng lương của thực tập sinh công ty mình luôn cho các bạn cùng xem. Đây là tháng lương trúng vào cái Tết dương lịch và đây là tháng lương khủng nhất từ trước đến nay của anh em thực tập sinh công ty. Anh em trong đây thì đã được 13 tháng thì đấy thì đã nhận lương 12 lần, 12 là một năm. Tuy nhiên thì trong 12 lần đấy thì đây là nhận lương được số lương khủng nhất. Mình sẽ review cho tất cả các bạn cùng tất cả các chú các anh em cùng tham khảo để coi tháng lương này thực sự lương khủng nhất là được bao nhiêu tiền. Có được như là các con nhà người ta, con nhà hàng xóm vẫn hay gửi tiền về không nhé. Đây chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của bảng lương. Đây các bạn, đây là cái tháng lương của năm thứ hai. Tháng thứ nhất nghĩa là năm 2020 và nhận lương vào ngày 24 tháng 1 ấy, là ngày được phát phiếu lương. Tuy nhiên thì ngày 25 là ngày được nhận lương. Đấy thì tổng kết lương từ ngày 15 và ngày 25 là nhận lương. Thì chúng ta sẽ vào chi tiết của bảng lương đi. Đây là tháng lương này thì thực tập sinh thì các bạn đấy sẽ được trả theo giờ, mỗi giờ là 850 yên này. Và tháng này sẽ là làm 144 giờ. Vì tháng này có 10 ngày nghỉ Tết nên là cái số lượng ngày công nó sẽ ít đi khoảng tầm 7 đến 6 7 ngày như đấy. Nhờ trừ thứ bảy chủ nhật ấy. Thì 144 giờ thì tổng lên chỉ được 12 man 2 thôi. Man 2 400 yên khoảng tầm 25 triệu gì đấy.
đấy thì đấy là số tiền mà các bạn nhận được, tuy nhiên thì vẫn phải trừ rất nhiều thứ khác. Đây là cái bảo hiểm, tham gia bảo hiểm này, bảo hiểm thì 9/1 khoảng tầm 2 triệu đồng rồi. Tiền nên kinh, nên kinh thì đó nghĩa là tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền bảo hiểm của mình sau này mình về mình lấy hưu ấy, thì nó là tương tự như ở Việt Nam cái khoản đấy. Thì cái này nó là 1/7 380 yên, khoảng tầm 3 triệu 4 nhỉ, 3,5 triệu à, khá là nhiều. Cái này khoản này bị trừ khá là nhiều. Tiếp theo là cái tiền bảo hiểm thất nghiệp, thất nghiệp thì cái này đang hơi ít, có 360 yên, khoảng tầm 8-80 nghìn thôi mà. Còn lại nữa là cái mà bảo hiểm xã hội các thứ, tổng kết các cái khoản bảo hiểm xã hội và các cái khoản bị trừ này thì nó là 2/6, cả 1/7 cộng 9/1 cộng 367 yên là còn 2/6 900 yên, khoảng tầm 2/7 khoảng tầm 5,4-5,5 triệu đấy. Đấy thì còn lại các bạn sẽ còn là 9,5 triệu 500 yên đấy, 9,5 triệu 500 yên mà vẫn còn trừ thêm nữa là tiền nhà cửa điện nước tất cả rất là điện đóm nước nôi ga nước ăn uống nấu ăn hàng ngày chưa kể tiền ăn nhé, là các bạn đấy còn bị trừ 1,8 149 yên là cái tiền nhà cửa điện đó. Và tổng thiệt hại các bạn ấy bị trừ tất cả tất tật là các bạn bị trừ 4,5, khoảng tầm hơn 9 triệu. Và cái tiền các bạn còn lại này, đây là các bạn, đây là một số khủng, rất là khủng đấy, 7,7 351 yên, tương đương với khoảng tầm 15 triệu hơn thì về năm đầu. Đấy là một số tiền mà của một tháng làm việc ở Nhật nha các bạn nhé, để cho tất cả mọi người đều biết được là cái không phải là khi nào cũng có một cái số tiền như mong muốn, như các nhà tuyển dụng vẫn đưa ra, vì có thể là họ đưa ra cho các bạn là cái tháng lương được nhiều tiền nhất của công ty đấy chẳng hạn. Nếu mà con được tháng lương nhiều tiền nhất thì các bạn có thể xem cái video trước của mình, thì tháng đấy thì họ cũng làm được hơn 27 man, khoảng tầm 45 triệu cơ đấy, mà tháng lương nhiều nhất. Còn cái tháng này thì được 7 man, được 15 triệu. Đây tháng này thì là ngày công của đồng chí này là có nghỉ phép mất nửa ngày do đi bữa đó bị đau mắt sao thì nghỉ mất nửa ngày về, còn có cái bụi nó bay vào mắt ấy. Còn cái ngày làm việc bình thường là 17, ngày công rưỡi, còn lại ngày phép năm là vẫn còn 2 ngày đây. Đấy thì bình thường dưới này là 166 tiếng là làm bình thường 22 công, tuy nhiên tháng này thì có làm 17 công rưỡi và 144 tiếng, đấy là 144 tiếng. Thì còn lại là các bạn, đây là số tiền, số ngày phụ thuộc, số người phụ thuộc ở Việt Nam mà có làm tổng kết thuế cuối năm ấy. Cái này là 3 người, tức là bố mẹ và chị gửi cho chị em đấy, đấy là 3 người. Đấy, tổng số tiền nhận được đấy. Thì như vậy là các bạn và vừa xem xong cái phiếu lương của tháng 1 năm 2020, là tháng 12 ấy, là tháng 12 và giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 là ngày 15 tháng 2 đến 12 đến 15 tháng 1 năm 2020, thì sẽ nhận được vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. Để các bạn có thể được cái tiền tháng tháng này các bạn chỉ được 15 triệu hơn đó. Thì không phải lúc nào cũng con nhà người ta cũng có thể gửi được về một tháng 30-40 triệu, 50 triệu nhé. Thì để các bạn có một cách nhìn nó khách quan hơn khi mà các bạn xác định đi xuất khẩu lao động, thì các bạn sẽ phải xác định là sẽ có những lúc mà các bạn có những cái tháng lương không được như mong muốn. 7,7 này á, là các bạn đấy còn lại tiền về nhận về tay, chưa trừ các khoản ăn uống. Thì nếu mà các bạn ăn uống với cái mức giá là nó ở vùng này và cái mức độ ăn uống tiết kiệm, thì các bạn sẽ ăn hết 2,7 này chẳng hạn, thì còn lại 5 man thì hơn 10 triệu Việt Nam đồng thôi, thì có thể tiết kiệm được 10 triệu đấy, gửi về cho gia đình. Đấy là tháng này các bạn đã chỉ gửi được gia đình có 10 triệu thôi nha các bạn nhé. Vì đấy là một trong những cái điểm khuất của cái việc đi khởi động lương của những thực tập sinh khởi động, mà khi mà chúng ta tham gia đơn hàng, các nhà tuyển dụng không cho chúng ta biết, họ chỉ cho chúng ta biết được cái tháng nào mà nhiều nhất, để các bạn có một cái mong muốn, một cái ham muốn vào tham gia cái đơn hàng để đi sang bên Nhật, như đi sang bên này thì họ sẽ có những cái khó khăn khác mà trong lúc tư vấn đơn hàng người ta không cho mình biết và mình cũng không được biết. Nếu các bạn có tìm hiểu trên các cái video của các bạn cũng làm YouTube ở Nhật, thì các bạn mình thấy là nhiều bạn chỉ đăng những cái đơn tháng đơn hàng nó rất là cao mà không thấy, mình cũng hầu như không thấy các bạn nào
đăng những tháng lương ít đến mức tầm như này để các bạn có một cách nhìn tốt hơn khi đi xuất khẩu lao động. Cái đơn hàng của các bạn thực sinh mình, công ty mình làm, các bạn cũng biết ở các video trước làm công việc Hàn thì dù là cái bảo hộ lao động của bên Nhật rất là tốt, tuy nhiên thì cái việc khỏi Hàn nó cũng ảnh hưởng rất là mạnh đến cái cơ thể. Thì những cái mặt nạ Hàn của bạn đấy, một ngày cái mặt nạ Hàn đấy đã từ màu trắng nó đổ sang màu vàng đen như mình hút thuốc lào ấy, nhìn lâu rất là nguy hiểm. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và chúc các bạn có được một cái cách nhìn tốt hơn cho việc đi xuất khẩu lao động, để cho tư vấn cho thêm cho anh em bạn bè mình, con cháu mình, cho chú các bác có thể là tư vấn rõ hơn cho các em út con cháu mình tham gia ấy. Và các bạn các anh em thì cũng có chia sẻ cho bạn bè mình hơn. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và xin một lần nữa xin được chúc một năm mới, xin được chúc sức khỏe của tất cả các anh em gia đình của tất cả các bạn bè nha đã theo dõi kênh của Quý Phú, và mong rằng trong năm mới thì sẽ được nhận những cái ủng hộ tiếp tục từ tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, xin hẹn gặp lại.